Shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app free fire uy tín số 1 Việt Nam. Đó, kẹo nhảy dù tại đây nha. Ôi bạn ơi đừng chạy, đừng chạy vào đây, đừng chạy vào đây, đừng sợ mình. Ok, đấm tay vào một kill đầu tiên nó lại như gì quá nhỉ các bạn nhỉ. Đây là lý do tại sao anh em nên add cái tính năng của nhân vật Kala các bạn ạ. Đấm tay một phát chết luôn nhá. Ok các bạn, đây rồi, đã có được cái bộ trang bị đó là UMP này. Với lại thì mình còn có cả ăn được 94 nữa. Rút thân đồ nào anh em ơi. Chúng ta sẽ có thêm tay súng nha. Và đây. Ok ok. Có mấy này con nào. Uầy. Đậu xanh các bạn ơi đây. Mình qua bên này nhé. Quan trọng là mình sẽ lượm thật đồ cái đấy nha. Ui có người đây hả. Đứng lại em ơi, đứng lại em ơi, đúng rồi. Đứng lại em ơi, ui đứng lại em ơi. Tuổi gì đói chạy anh. Ok mọi người, quấn máu cho full máu cái đấy nha. Đấy làm gì cũng phải từ từ nha anh em. Anh chị gà thôi mà em. Đâu quán hay đâu. Đây rồi. Scar này các bạn ơi, ngon. Let's go. Bên này anh em ơi. Một đứa ngay bên này nhé. Ok mọi người. Trên này hả. Đây kẹo qua ngay. Góp full lên nhé các bạn ơi. Thứ ba hả. Đậu xanh này. Mạng thứ ba dành cho sĩ kẹo nhá. Nó lại ngon quá nhỉ các bạn ơi. MP40 này, tuyệt vời. Ông ngắm 1x nữa nhỉ. Thế này thì ổn rồi. Let's go, kẹo qua phần này coi. Và không còn gì nữa cả này. Hết đồ rồi nha em ạ. Xuống dưới thôi. Ok các bạn ơi, let's go thôi nào. Còn lại 27 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này. Công nhận là các bạn ấy kêu nhau nhanh quá cơ. Ok. Xuống dưới này kẹo ăn nâng giáp để lên được giáp 4 nha anh em. Ngon lành này. Wow. À, quan trọng là mình cũng sẽ cần thêm máu nữa này. Bộ thêm máu rồi nha em ơi. Let's go qua phía này. Không thấy thêm ai nữa cả này. Đây có lẽ là kẹo nên ăn cái đấm ba củ này. Đó, let's go. Kẹo để delay 30 giây nha anh em. Anh làm cái thử thách chỉ dùng Scar để top 1 đi anh. Cũng được thôi em, để khi nào anh rảnh đã mấy. Ui, đổ lộn cái mũ ba anh em ạ. Ok mọi người, lượm thêm máu nhé. Mình nghe được đâu đấy tiếng chân anh em ơi. Phải kẹo tìm coi. Có người đang ở gần đây này. Xem là nó đâu rồi anh em ơi. Có bên này coi. Bom kẹo này, ổn. Let's go. Ủa anh em ơi. Đây mình qua phía này coi. Chờ xíu nha các bạn ơi. Từ từ đây. Để mình vòng lại chỗ này cái đã. Wow. Lên phía trên này chúng ta sẽ có dịch nhỉ, không có gì cả này. Hơi buồn anh em ạ. Có bên này coi. Bắn súng này ngon. Không biết là có xe nào ngon chạy đi sân mạng không nhỉ. À, có người bên này anh em ơi, kẹo thứ rồi. Kẹo thứ rồi nha anh em.
Hexok có được luôn bạn thứ 4 nhá. Let's go, kẹo qua phần này coi. Wow. Đây rồi, chỗ này có gì nhỉ? Không có gì cả này. Từ từ nha anh em. Wow, kẹo lên phía trên ngay nhé. Bông kẹo này. Đó, và chạy đi xem mạng thôi nào. 15 mạng nữa. Cùng kẹo đi xem mạng nhé anh em. Mình sẽ tiếp tục qua phía này coi. Người đâu thì chẳng có thấy anh em ạ. Anh em thấy thêm một ai chưa nhỉ? Riêng kẹo là không thấy thêm một ai nữa cơ. Buồn quá anh em ơi. Người đâu cả rồi nhỉ anh em? Chịu thua luôn rồi đấy. Có lẽ là mình sẽ qua thử cái đảo phụ coi. Đây, có bên câu sửa anh em ạ. Xem là kêu được thêm ai nữa hay không. Xung quanh kẹo chưa thấy thêm ai nữa cả này. Có mỗi con xe cua được 4 chỗ. À, bông kẹo này. Bông kẹo có người anh em ơi, bông kẹo có người này. Bông kẹo có người này anh em ơi. Đậu xe này mà chặn đi em ơi. Đậu xe này mà chặn đi em ơi. Lên bảng điểm số nha em. Ok các bạn, let's go nào anh em ơi. Và mình sẽ chạy qua để lượm xác nó luôn nhá. Đây rồi. Chắc là nó đang chăm chỉ lũi đổ à. Ok anh em, ngon nghẻ. Toàn là những cái trang bị súng ngon thôi. Quầy gô ra này. Quầy gô ra này. Nó lại ổn quá nhỉ các bạn. Tự đoạn các kiểu này bằng súng này. Scope 1X thì mình có từ lúc nãy rồi cơ. Đây. Vứt bớt những cái đồ thừa đi này. Ôi, giảm thanh nữa hả? Ngon vậy. Lấy giảm thanh các bạn ơi. Giảm thanh này. Tuyệt vời rồi nha anh em. Let's go. Mình qua bên này coi. Hello, chỗ này có ai không vậy? Trong này kẹo chưa thấy thêm một ai nữa cả này. Trong cái khu công sở này hiện tại đang khá là vắng nhá. Ok anh em, 12 mà nữa mà thôi. Có xe này. Có xe này, xuống xe em ơi. Đúng xe em ơi. Chạy nữa hả? Chạy nữa hả, xuống xe này. Lên bảng điểm số nha em. Ok. Mạng thứ 10 dành cho sĩ kẹo. Mình nghĩ là trong này vẫn đang còn người các bạn ơi. Để coi. Để mình xem thử. À quên, mình xem thử kỹ coi nào. Không còn thấy thêm một ai nữa. Quá buồn. Ok. Vậy thì mình đang chạy qua bên này vậy. Lại có thêm đồ ngon nha anh em. 10 bông keo này. Mình nghĩ là 10 bông keo là đủ cho mình dùng trong suốt cái trận đấu lên rồi nha em ơi. Có lẽ là chúng ta sẽ dùng con xe mod chắc này. Đây. Bây giờ qua đảo bên kia nhé anh em. Trận này cố gắng tốt một lần nha anh em. Đây, mình sẽ qua cái đảo chính luôn này. Wow. Cùng kẹo tiếp tục đi săn mạng nhé mọi người. Ây à, người đâu không có thấy các bạn ơi. Mình lại lời qua bên này coi nào. À đây. Đậu xe này, đồ cỏ này. Đồ cỏ này em ơi. Mặc đồ cỏ thì lên bảng điểm số luôn nhé em. Tưởng đồ cỏ mà ngon ạ. Let's go nào các bạn ơi. Đây, kẹo sẽ lái xe ra ngoài nhá. Bây giờ thì mình chắc là sẽ chạy lên cục cái đồng coi. Đây anh em ơi, mà tôi kệ đi. Mò đang thu lại rồi anh em ơi. Đây là kệ đi. Tí nữa chúng nó cũng sẽ chạy xuống thôi mà. Thế mình đứng tạm đâu canh nhỉ anh em. Vứt xe đi anh em ạ.
Đây, mình vào tạm căn nhà này, mình canh mọi chiếc đầu chạy xuống nhá. Đúng rồi anh em ơi. Mới lên tầng 2. Mình canh cho nó anh em ạ. Ok các bạn, let's go nào. Trong UAV có ai không nhỉ? Uầy, đông người cái vậy? Đây. Qua săn mạng nào anh em ơi, hình như là có hai đứa team up với nhau à? Mãi nhà ngoài kia có hai đứa tiêu up nhau à? Vào đây, mình sẽ tiêu diệt đứa lẻ trước anh em ơi. Hai đứa tiêu up tính sau đi. Đây, tiêu diệt một đứa ở ngay phía này trước nhá. Ok nhá, đậu xe ném ơi. Ui, đậu xe ném ơi. Ui, chạy nhanh vậy. Ui, thính rơi ngay trước mặt kẹo luôn này. Nguy hiểm vãi chưởng các bạn ơi. Nó là một cái thính nhá, mà 219. Đây, kẹo qua phía này. Mày chạy đâu hả ơi? Nghe tiếng chân khá là gần anh em ạ. Ui, đậu xanh, phía sau mình à? Phía sau mình hả? Đậu xanh em ơi. Ui, đây bản điểm số nha bạn. Ok anh em, hên là kẹo vẫn đang còn sống anh em ạ. Bơm máu này. Đó, bơm máu cẩn thận luôn nhé. Wow, thêm người nữa hả? Để coi. Bắn nhau căng vậy. Đứng tạm đây nha anh em ơi. Vụ này hơi căng đấy, ok. Mình sẽ qua để mình lượm thêm túi thương nhá. Có máu không nhỉ? Ok, ngon này. Ngon này anh em ơi. Máu này, tuyệt vời. Tầm này đã ổn rồi. 11 bom keo tha hồ mà xài. Mình sẽ coi bên này coi. Chúng nó vẫn chưa chịu xuống anh em ạ. Chắc là đang ở trên tầng 2 đây à? Ngay dưới à? Đậu xe này, đậu xe này. Ui, đậu xe này, đậu xe này. Lên bảng điểm số, lên bảng điểm số nha em ơi. Ok mọi người. Một đứa ngay trên tầng á. Đây rồi anh em, từ từ nhá. Từ từ nhá anh em ơi. Ui, kẹo câu liệu hơi bị sai lầm. Chết dở. Mình coi bên này con nào. Đây rồi. Đây hả? Đây hả mời, ui đây hả? Đây hả mời, ui. Đây hả bạn ơi. Mày chạy mang nhỉ, mày chạy mang nhỉ. Ui mày chạy mang nhỉ, mày chạy mang nhỉ. Như vậy. Gắt quá nhỉ các bạn ơi. Ui, đậu xanh căng vậy. Một đứa ngay phía sau nữa cả. Hơi căng các bạn ơi. Mình quay lại phía sau coi. Đây này. Thằng phía sau đang ngay phía hông này. Ôi đây vào trong nhà rồi. Hơi căng hơi căng. Hơi căng anh em ơi. Quá căng luôn đấy chứ. Đây quần máu nào. Bọn này đông quá nhỉ anh em. Toàn những cái vị trí gắt như này ai chơi. Chờ bắt thu thôi anh em ơi. Kẹo chạy qua bên này trước nhé. Đúng rồi. Chờ cho nó anh em ạ. Mình cho nó xanh mộ rồi này. À phía sau có ngay một đứa này. Phía sau có ngay một đứa này. Cái vậy ai chơi các bạn đây. Kẹo sẽ qua ngay phía sau nhé. Ui, súng bắn tẻ cả ghê vậy. Súng bắn tẻ cả. Ui, chúng nó toàn canh nhau thôi nha em ơi. Chỗ nào cũng có người canh nhau cơ. Đây. Ui, đậu xanh. Phía dưới thấy mình rồi. Ghê vậy. Ghê vậy nha mày, ghê vậy nha mày. Ui, quá đông luôn. Đứng tạm đây còn máu nhé. Ui, chỗ nào cũng có người. Thế hơi căng rồi. Ui thùng dầu này. Thùng dầu này anh em ơi. Ui thùng dầu này anh em ơi. Ui thằng nào cãi mạng của mình rồi. Thằng ở phía dưới cãi mạng của mình anh em ơi. Cái đậu xanh. Ok bây giờ qua tạm phía này. Để kẹo sẽ lấy thêm một ít đạn xuống trường cái đã. Có người nữa hả? Một đứa ngay trong nhà này.
Quả đậu xanh. Ngay chỗ này hả? Vậy là đường, đừng vào đây. Tìm có máu có đã. Mình có máu có đã bạn ơi. Làm gì mà căng bạn ơi? Làm gì mà căng bạn ơi? Ấy bạn. Làm gì mà căng bạn ơi? Mình có máu có đã. Mình có máu có đã bạn ơi, đừng. Đừng bạn ơi, làm gì mà căng bạn ơi. Ok nhá. Một thập cuối. Một thằng cuối chắc ngay phía dưới anh em ạ. Ok này. Có thể nó ngay phía dưới thôi anh em ơi. Mình có 7 bóng keo này. Mình cứ phô bon trước đã nha. Ok anh em. Chạy vào bon trước luôn này. Thế rồi. Ngay đây hả? Ui đậu xanh này. Đậu xanh này em ơi. Nào. Làm gì nhau? Làm gì nhau bạn ơi? Làm gì nhau bạn ơi? Ăn liệu không bạn? Ăn liệu không bạn ơi? Né đạn ghê quá nhỉ. Hơi bị ca đấy nha. Ui. Nó ngay phía ngoài anh em ạ. Shotgun hả em? Shotgun ăn được MP40 không em? Nào để coi. Wow. Lại chạy xuống dưới cả. Đậu xanh em ơi. Ui. Đậu xanh em ơi. Nào. Làm gì nhau bạn ơi? Tính làm gì nhau bạn ơi? Qua đây. Có giỏi lên đây bạn ơi. Chờ nó chạy lên và mình sẽ kêu nó thôi này. Khả năng top 1 đã lên đến 99% rồi các bạn ơi. Kiểu gì nó không chạy nó cũng đai mà. Chạy bon em ơi. Chạy bon em ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi, đậu xanh này. Làm gì nhau? Ui giật bon keo cả. Thế vậy. Ui làm gì nhau? Ui làm gì nhau bạn ơi. Lên bảng điểm số nhá. Tuyệt vời. Top 1.4 kill đến từ vị trí của xích kẹo này. Ngon nghẻ quá nhỉ các bạn ơi. Sời. Ai mừng nào. Ok anh em. Anh em thấy là có easy không ạ? Rồi nhá, top 1 14 kill này. Quá ổn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.